Chào các bạn đã quay lại với kênh tin tức sao Việt của chúng tôi. Và sau đây là tin tức Nhã Phương được fan nhí hôn má. Xuất hiện tại một event ở Hà Nội, diễn viên tuổi thanh xuân nổi bật nhờ nhan sắc tươi trẻ. Mặc dù khá bận rộn với lịch quay phim, nhưng tối qua ngày 15 tây tháng 11, Nhã Phương vẫn tranh thủ bay ra Hà Nội để tham gia một sự kiện khai trương bạn gái tin đồn của danh hài Trường Giang. Mít áo thun màu xanh bộ đôi với chân váy màu trắng thanh lịch, nụ cười ngọt ngào của cô thu hút nhiều ống kính. Trong 2 năm trở lại đây, Nhã Phương trở thành gương mặt được khán giả yêu mến sau thành công của phim Tuổi Thanh Xuân và chuyện tình nghệ sĩ hài Trường Giang. Nhờ đó, cô bước đắc show event và quảng cáo đóng phim. Tại sự kiện tối qua, diễn viên chính ít được rất nhiều em nhỏ nhận ra và quay quanh xin chụp hình. Không ít em nhỏ còn hôn má Nhã Phương để thể hiện tình cảm. Mỗi lần bay ra Hà Nội, cô đều được các fan đi theo vào cổ vũ. Xuân Lan bế con gái dự event, bé thỏ được mẹ cụt tóc hai bên, mặc trang phục năng động. Cô bé 2 tuổi có gương mặt đáng yêu và lém lỉnh, đã quen với ống kính máy ảnh nên bé thỏ không hề sợ sệt. Nàng công chúa nhỏ thoải mái chơi đùa, chạy nhảy khắp nơi. Cụ người mẫu Thúy Hằng và con gái, bé bông càng lớn càng điệu đà và tạo dáng như người mẫu nhí chuyên nghiệp. Cô bé còn làm vedette trong màn trình diễn thời trang trẻ em. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.